giới thiệu sách giao tiếp bằng trái tim. Thời đại toàn cầu hóa với các phương tiện kỹ thuật, công nghệ hiện đại đã giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Thế nhưng ai cũng nhận thấy không những nó không mang lại kết quả như mong muốn, ngược lại làm cho mọi người thờ ơ và ngăn cách nhau. Giao tiếp bằng trái tim là tác phẩm của Hòa Thượng Thích Thanh Nghiêm phân tích và bàn luận các vấn đề quan hệ giữa người với người mong rằng sẽ cung cấp cho độc giả hướng suy nghĩ toàn diện hơn khi mối quan hệ giữa người với người nảy sinh mâu thuẫn xung đột mọi người có thói quen quy tội cho người ít ai tự nhận lỗi lầm thực ra tâm lý căng thẳng tự đặt mình thành thế đối lập với đối tượng giao tiếp không những dễ làm tổn thương người khác mà còn làm cho người khác thêm phiền não trong tác phẩm này hòa thượng có đề cập mọi người cho rằng sự hài hòa trong giao tiếp chính là làm thế nào để đối phương lắng nghe chấp nhận mình mà quên bản việc mình cần quan sát tìm hiểu các nhu cầu thực sự của đối phương. Ngài chỉ ra rằng điểm mù quán nhất của con người trong giao tiếp lấy bản thân làm trung tâm, nói, làm điều gì cũng chỉ xuất phát từ góc độ cá nhân, chỉ mong người khác chấp nhận mình mà quên đặt mình vào vị trí người khác. Biết đặt mình vào vị trí người khác, không cảm nhận và và ý nguyện của người khác. Biết đặt mình vào vị trí người khác suy nghĩ hộ người khác chính là chìa khóa mở ra cánh của giao tiếp thành công. Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm xuất gia từ năm 13 tuổi. Ngài đã từng nhập thất 6 năm tại núi Cao Hùng, Đài Loan, đi du học tại Nhật Bản, nhận bằng tiến sĩ văn học, đảm nhận viện trưởng viện nghiên cứu và phiên dịch kinh Phật, sáng lập ra Pháp Cổ Sơn. Bằng nỗ lực không mệt mỏi trong việc đem lại lợi ích cho mọi người, Ngài được coi là một trong bốn vị hòa thượng nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng nhất tại Đài Loan thời hiện đại. Với lẽ một mắt dễ hiểu, những ví dụ sinh động thực tế, thầy Thanh Nghiêm khuyên chúng ta làm bất kỳ việc gì, tiếp xúc với bất kỳ đối tượng nào cùng với lòng thành thật đi ra từ trái tim, cần có thái độ bao dung, trọng chữ tín để kết giao với mọi người, lấp đầy hố sâu ngăn cách. Thầy nói chỉ cần chúng ta có thái độ chân thành, thân thiện, đối đãi với mọi người bằng tình người đích thực, xem mọi người đều là người tốt thì chúng ta sẽ xây dựng thành công mối quan hệ giữa người với người, quy mọi mối quan hệ con người về một mối chân tâm lương thiện đồng thời thầy nêu ra những biện pháp có tính khả thi cao cộng với sự vận dụng trí tuệ phật giáo vào đời sống thực tế mong mang lại lợi ích cho chúng sinh là điểm nổi bật mà chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều trong tác phẩm này nội dung cuốn sách kết lại các ý nghĩa các buổi thuyết giảng có tên pháp cổ sơn trong chương trình truyền hình định kỳ của hòa thượng tại đài loan nội dung đã được biên táp chỉnh lý và đăng tải trong chuyên mục nhân sinh đạo sư thầy dẫn đường đời của tạp chí nhân sinh rất được độc giả yêu thích nhận thấy giá trị nhân văn và tính thiết thực của bộ sách này đối với độc giả việt nam chúng tôi mạnh dạn dịch bộ sách này sang tiếng việt hầu mong có thể giới thiệu đến quý độc giả nội dung các buổi pháp thoại này